Việc này Chúng ta lấy trường hợp của Đại sư Huệ Năng Đại sư Huệ Năng Có thể đúng xã, đúng ngộ Có thể thấy điều này quan trọng Hiểu rõ rồi thì buông xuống Không còn để trong tâm nữa Điều này quan trọng hơn bất kỳ điều gì Đại sư Huệ Năng nghe người ta niệm kinh Kim Cang Niệm đến ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm Thì Ngài buông xuống tâm đó rồi tâm thực sự không thể an trụ bất kỳ nơi nào cả không thể trụ pháp thế gian không thể trụ ở danh văn lợi dưỡng tham sân si mạng không thể trụ ở những nơi này Hơn nữa Không những không thể trụ ở ác Mà thiền cũng không thể trụ Tại sao vậy? Bởi trụ thiền Hành thiền Tu tích công đức thiền Thì quả báo tương lai ở ba đường thiền Trụ ở trong ý niệm ác trong hành vi ác tổ người lợi mình thì quả báo đời sau ở ba đường ác quả báo thiền ác không sai một ly Mục đích ngày nay của chúng ta là phải ra khỏi sáu đường luân hồi Không làm sáu đường luân hồi nữa Phương pháp duy nhất là gì? Chính là cầu sinh tịnh độ Vĩnh viễn thoát khỏi thế giới ta bà Vĩnh viễn đột phá sáu đường luân hồi Thoát khỏi mười pháp giới Đó là thành tựu thật sự Cho nên Từ câu nói này trong Kinh Kim Cang Mà Đại sứ Huệ Năng đã khai ngộ ở nơi đây Đến Hoàng Mai Bái ngũ tổ rồi Ngũ tổ phân công ngài đến gian phòng giả gạo làm công quả do ngài xuất thân là người trẻ củi nên có sức lực giả gạo bổ củi ở gian phòng giả gạo cũng là việc làm sở trường của ngài không cần đổi ngành nghề khác đây chính là tham thiền thiền là gì nên chẳng trụ vào đâu để sanh tâm ấy chính là thiền Ngài giả gạo, bổ củi ở đó Không cảm thấy mệt Tại sao vậy? Bởi vì tâm của Ngài không trụ trong việc bổ củi Không trụ trong việc giả gạo Nếu Ngài trụ ở trong bổ củi, giả gạo Thì Ngài sẽ cảm thấy rất cực khổ, rất mệt Ngài không có Ngài vô hí ở đó Vô sở trụ Ưng ừ, vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm Tâm đó là chân tâm Không phải vọng tâm Vọng tâm có trụ Chân tâm thì không trụ Cho nên Ngài dùng tâm thanh tịnh bình đẳng để giả gạo Dùng tâm thanh tịnh bình đẳng để bổ củi Cực kỳ di diệu Ai biết việc dụng công tu hành của Ngài Ngũ Tổ biết Trong chùa không một ai biết Chỉ có một mình ngũ tổ biết Do đó Sống 8 tháng ở trong chùa Ngũ tổ nghĩ rằng công phu đã chín mùi rồi Chín mùi là gì? Là đã buông xuống triệt để rồi Do đó ngũ tổ tuyên bố Tuổi tác chính mình đã lớn nên thói vị truyền pháp, pháp. truyền pháp. cho đời thứ sáu à, muốn truyền, truyền cho người như thế nào người vô, vô trụ sanh tâm mới có tư cách đời đời tổ sư đều là vô trụ à, sanh tâm sanh tâm, tâm, tâm là gì nhanh. là điều là mọi việc mà không trở ngại Làm sự nghiệp độ chúng sanh Tiếp theo nói lời thật với chúng ta Tất cả các pháp một tướng một môn Vô sanh vô diệt Rốt đáo tướng không Chính là Kinh Bát Nhã nói với chúng ta Tất cả pháp vô sở hữu Rốt đáo không, không thể được là ý nghĩa này Một tướng Một môn Tướng nào Không tướng Môn nào Không môn Không sanh không diệt Đây là sự thật Chứ gì không thể nói có sanh diệt Ngày nay chúng ta nhìn thấy hiện tượng này Hiện nay các nhà cơ học lượng tử nói với chúng ta Vật chất là từ đâu đến Hiện tượng vật chất đó Là ý niệm dưới sóng tần số cao Mà sinh ra quyển tướng Tần số của quyển tướng này cao bao nhiêu? Một giây nhấp nháy bao nhiêu lần? Đồng tu chúng ta đã từng tính ra hai triệu hai trăm bốn mươi ngàn tỷ lần. Chứ gì có thể nói có sanh có diệt hay không? Hiện tượng trước mắt tướng này không thể nói có sanh, không thể nói có diệt, không có một thứ nào không phải là không sanh không diệt rốt ráo tướng không. Hiện tượng vật chất không sanh không diệt Hiện tượng tinh thần, ý niệm cũng là không sanh không diệt Hiện tượng tự nhiên vẫn là không sanh không diệt Rốt ráo không, tất cả bất khả đắc Chưa gì nghe hiểu chưa? Chưa hiểu Tại vì sao chưa hiểu? Ai có thể nghe hiểu? Ngài Huệ Năng nghe hiểu rồi Cho nên Ngài Huệ Năng đã buồn xuống Chúng ta nghe xong dường như hiểu rõ rồi Nhưng chưa buồn xuống Bởi chưa nghe hiểu Nghe hiểu rồi Thì là Ngài Huệ Năng Lão Hòa Thượng Hải Hiền Tôi ước đoán Ngài khoảng 40 tuổi Đắc Lý Nhất Tâm đó chính là Ngài đã nghe hiểu Thì triệt để buông xuống Từ sáng đến tối cười vui vẻ Vô cùng quan hỷ Ngài làm việc nặng Ngài làm giường Nhưng Ngài không cảm thấy mệt Vô cùng quan hỷ Tại sao vậy? Bởi cứ thế làm việc Nhưng trong tâm sạch sẽ không có vọng tưởng Không có tạp niệm Không có phân biệt Không có chấp trước Đây chính là lý nhất tâm Bất luận làm việc gì vui vẻ không gì bằng Niệm niệm lìa niệm 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 là tâm Niệm niệm khế hợp chân Niệm niệm là Phật Đây chính là lý nhất tâm Niệm niệm lì niệm chính là vô trụ sinh tâm điều này chính là vô trụ có niệm hay không có niệm niệm đã làm sao niệm tự mình không có trụ tướng cũng chính là nói từ mình niệm a di đà Phật Trong một câu Phật hiệu đó Chứ gì phải ghi nhớ Trong niệm câu Phật hiệu này Không có vọng tưởng Không có tạp niệm Không có phân biệt Không có chấp trước Lìa niệm chính là lìa bốn loại ý niệm này vọng tưởng, tạp niệm, phân biệt, chấp trước Không có Niệm niệm, lìa niệm Thế là như thế nào? Niệm niệm là tâm Niệm niệm đều là tâm này chính là tự tánh Niệm niệm là chân Chân chính là chân như Cho nên niệm niệm là Phật Việc này Chúng ta lấy trường hợp của Đại sư Huệ Năng đại sư huệ năng có thể đúng xả đúng ngộ có thể thấy điều này quan trọng hiểu rõ rồi thì buông xuống không còn để trong tâm nữa điều này quan trọng hơn bất kỳ điều gì Đại sư Huệ Năng nghe người ta niệm kinh Kim Cang Niệm đến ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm Thì Ngài buông xuống tâm đó rồi Tâm thực sự không thể an trụ bất kỳ nơi nào cả không thể trụ pháp thế gian không thể trụ ở danh văn lợi dưỡng tham sân si mạng không thể trụ ở những nơi này hơn nữa không những không thể trụ ở ác mà thiền cũng không thể trụ Tại sao vậy? Bởi trụ thiện, hành thiện, tu tích công đức thiện, thì quả báo tương lai ở ba đường thiện. Trụ ở trong ý niệm ác. Trong hành vi ác, tổ người lợi mình thì quả báo đời sau ở ba đường ác quả báo thiền ác không sai một ly mục đích ngày nay của chúng ta là phải ra khỏi sáu đường luân hồi không làm sáu đường luân hồi nữa Phương pháp duy nhất là gì? Chính là cầu sinh tịnh độ Vĩnh viễn thoát khỏi thế giới ta bà Vĩnh viễn đột phá sáu đường luân hồi Thoát khỏi mười pháp giới Đó là thành tựu thật sự Cho nên Từ câu nói này trong Kinh Kim Cang Mà Đại sư Huệ Năng đã khai ngộ ở nơi đây Đến Hoàng Mai bãi ngũ tổ rồi Ngũ tổ phân công ngài Đến gian phòng giả gạo làm công quả Do ngài xuất thân là người trẻ củi nên có sức lực giả gạo bổ củi ở gian phòng giả gạo cũng là việc làm sở trường của ngài không cần đổi ngành nghề khác đây chính là tham thiền thiền là gì nên chẳng trụ vào đâu để sanh tâm ấy chính là thiền ngài giả gạo bổ củi ở đó không cảm thấy mệt tại sao vậy bởi vì tâm của Ngài không trụ trong việc bổ củi Không trụ trong việc giả gạo Nếu Ngài trụ ở trong bổ củi giả gạo Thì Ngài sẽ cảm thấy rất cực khổ, rất mệt Ngài không có Ngài du hí ở đó Vô sở trụ Ưng ừ, vô sở trụ Nhi sanh kỳ tâm Tâm đó là chân tâm Không phải vọng tâm Dòng tâm có trụ chân tâm thì không trụ cho nên ngài dùng tâm thanh tịnh bình đẳng để giả gạo dùng tâm thanh tịnh bình đẳng để bổ củi cực kỳ di diệu ai biết việc dụng công tu hành của ngài ngũ tổ biết trong chùa không một ai biết chỉ có một mình ngũ tổ biết Do đó Sống 8 tháng ở trong chùa Ngũ tổ nghĩ rằng công phu đã chín mùi rồi Chín mùi là gì? Là đã buông xuống triệt để rồi Do đó ngũ tổ tuyên bố Tuổi tác chính mình đã lớn Nên thoái vị truyền pháp Truyền cho đời thứ sáu muốn truyền cho người như thế nào người vô trụ sanh tâm mới có tư cách đời đời tổ sư đều là vô trụ sanh tâm sanh tâm là gì là đều là mọi việc mà không trở ngại làm sự nghiệp độ chúng sanh năm xưa khi đức thích ca mâu ni phật tại thế thể hiện tám tướng thành đạo đó là sanh tâm cả đời giảng kinh dạy học 49 năm giảng kinh hơn 300 trăm hội thuyết pháp 49 năm giảng nhiều kinh như vậy Đồng học của nghi vấn nêu ra Ngài trả lời Đều ghi chép trong kinh điển Đó là gì? Đó là sanh tâm Sanh tâm thì tạo nghiệp Thế nhưng Phật không tạo nghiệp Tại sao không tạo nghiệp? Bởi tuy rằng sanh tâm Nhưng Ngài vô trụ Ngày nay chúng ta sanh tâm này mà có trụ hôm nay chưa gì đã là một sự việc gì đều ghi nhớ kỹ càng từng việc một còn sợ quên mất viết trong nhật ký Chư gì xem vậy phiền phức hay không còn muốn làm ra thành tích thành tích này dùng làm gì thành tích này là ba đường thiện ba đường ác làm sao cũng không ra khỏi sáu đường luân hồi chúng ta phải sáng tỏ đạo lý này sáng tỏ rồi thì cơm cứ ăn việc cứ làm chính là ăn cơm làm việc ngủ nghỉ không có vọng tưởng không có tạp niệm không có phân biệt không có chấp trước vậy thì đúng rồi lời này nói ra thì dễ nhưng làm thật không dễ gì Tại sao vậy? Bởi là cảnh giới Pháp Thân Bồ Tát Nếu chư gì đến cảnh giới này Thì chư gì là người cùng một tầng cấp với lục tổ Chư gì không phải phàm phu Ở thế giới Tây Phương Cực Lạc gọi là Pháp Thân Bồ Tát các ngài trụ ở cõi nào trong bốn cõi các ngài trù thần báo trang nghiêm độ các ngài không phải ở đồng cư độ các ngài không phải ở phương tiện độ Cho nên Câu nói này trong Kinh Kim Cang Vô cùng tuyệt vời Chúng ta cũng có thể nói toàn Kinh hơn 5.000 chữ Thì cái quan trọng nhất là gì? Chính là câu này Điểm cốt yếu mà Đại sư Huệ Năng có thể nắm chắc được có thể nghe hiểu có thể nắm vững được điểm chính này thì sẽ vận dụng được vào ngay trong cuộc sống ngay trong công việc sự việc đối người tiếp vật của chính mình ngũ tổ đã truyền y bác cho ngài người đố kỳ chướng ngại nhiều Những người đó đều không hiểu cách làm của ngũ tổ Cho rằng ngũ tổ tuổi tác đã lớn nên hồ đồ rồi Y bác có phải do Ngài Huệ Năng cướp đi hay không? Không phải do ngũ tổ cho Ngài Chạy trốn rồi Mọi người nghĩ ngợi lung tung trong đó chỉ có thần tú biết cuối cùng là người thông tông thông giáo tuy rằng không đại triệt đại ngộ nhưng ngài hiểu lý lẽ cho nên ngài dường như không có việc này Đây là lấy trường hợp của Đại sư Huệ Năng Nhân nhỏ quả lớn Nhân là niệm một câu Phật hiệu Họ dùng là chân tâm mà niệm Lý giết tâm là chân tâm Sau khi minh tâm kiến tánh Thì mỗi tiếng Phật hiệu Tiêu tám mươi ức kiếp trọng tội trong sanh tử trước kia chưa chứng đắc nhất tâm thì không có sức mạnh lớn như vậy đương nhiên cũng tiêu tội mà không nhiều như vậy nếu minh tâm kiến tánh niệm đến lý nhất tâm mỗi một tiếng đều tiêu tám mươi ức kiếp sanh tử trọng tội nguyên nhân gì Nếu nói nguyên nhân thật sự Thì chư vị vốn là Phật Ở đây nói lời thật với chư vị Chư vị vốn là Phật Phật niệm một tiếng Phật Thì đều tiêu hết tội rồi Không chỉ 80 ức kiếp Mà tội từ vô thị kiếp đến nay Đều tiêu một cách vô cùng sạch sẽ cho nên thật thà niệm Phật quan trọng Ba giai đoạn này Giai đoạn đầu tiên công phu thành phiến Trước hết cậu giai đoạn này Không đạt được công phu thành phiến này Thì sự giấc tâm, lý giấc tâm Chỉ là nói vậy thôi Chứ như gì, gì không đạt được Sau khi chưa được công phu thành phiến nâng lên trên đến sự nhất tâm sau khi chiến được sự nhất tâm nâng lên tiếp đến lý nhất tâm tầng này đến tầng sau từ từ nâng lên trên vậy thì đúng rồi nhìn từ bên ngoài nhân niệm phật rất yếu ớt rất nhỏ Việc 80 ức kiếp sanh tử trọng tội Quả này lớn Cho nên khó tin Tiếp theo nói Trong sớ sao nói với chúng ta Đây nói là trí tâm Tức là nhất tâm Không những là nhất tâm Mà là lý nhất tâm nếu là sự nhất tâm tuy có thể diệt tội mà sức mạnh khá nhỏ ít tội sẽ hiện lại thường niệm nhiều hơn chỉ có thể diệt chút ít tội lỗi thường niệm nhiều hơn Giống như tổ sư đời thứ sáu của tình độ tông chúng ta Đại sư Vĩnh Minh Duyên Thọ Mọi người đều biết Nhắc đến đều kính phục Lúc còn tại thế Ngài niệm Phật mỗi ngày Ban ngày một trăm ngàn tiếng Ban đêm một trăm ngàn tiếng Một trăm ngàn tiếng đó là niệm nhiều niệm rất nhiều tổ vĩnh minh viên thọ là a di đà phật tái lai ngài dạy chúng ta vì chúng ta thị hiền buốt lòng rác miệng Chúng ta cần phải ngưỡng mộ. Cần phải học tập ngày